ra xếp chuyên đứng. Combo đi, combo, combo support đi, support đi. Combo support đi. Trời, đừng có đi chớp. Bỏ ra. Chọc vô đi, các bạn chọc vô đi. Cấm bò, cấm bò đi. Thôi ra một cái chút chút nha. Phải muốn cấm gì cấm đi. Cấm thêm con bò hay cấm con gì. Rồi vẫn lót vô muốn cấm gì cấm. Có khả năng nó thả Ire á. Thả rồi. Ủa sang ơi đánh Ire không sai? À, thấy có thì đánh không được. Ừ. Ire kìa. Ire không đi không? Ta biết không? Có sang đánh nè. Ire luôn. Ờ, bắt Ire đi. Ừ. Cho ca xe da rồi nè. Mưa quá, thả gì ra. Chắc đánh ra xa già. Tính ghê. Xa già tính ghê nha. Không, không chắc không xa già đâu. Ừ. Ừ, cứ go đi. Nữa hả trời? Mày nó lát xuống luôn. Đùa. Bây giờ rồi cái này. Mày có đủ tướng đổi không vậy? Bên kia đủ không chứ sao tao chứ tao phải tao đủ đâu mày, lộn mày. Nhưng mà tao đánh con gì cũng được mà. Ông top đổi cho thằng rừng đó chứ không phải thằng AD đâu nha. Ờ đúng rồi, đổi tôi nè. Cấm lực sau cấm AD à. Cấm AD đi. Lực sau cấm AD. Hoặc cấm mid cũng được. Cấm mid cũng được. Cũng cấm gì không sang cấm mid. Không không. Cấm Saya với lại Saya với Lucian đi. Rồi. Chỉ thử em. Cấm từ nha, cấm từ rồi, để tao check này cái. Sharpening my feathers. Cái tay, cái su. Cấm gì? Trần. Lucian đi không? Mày đánh gì nói cho kia biết kìa. Từ từ, bên kia biết chút mà. Thôi xong. Không phải, hồn quá. Ê, rừng mình đánh được con gì vậy? Đánh được con gì cũng được mà. Muốn đánh gì? Bị đánh cát nơ. Cát nơ không có tướng, không có tướng. Thôi gì. Đánh Tezu đi. Rai gát Tezu đâu mà. Rai gát đó. Rớ sợ lao vô không không quá. Farm thôi không có lao farm farm thôi. Ở đây CV đi. CV đi. CV đi. Ok. Không đi rừng. Nó không biết rừng mà. Hết tướng rồi. Con Lisa này sẽ rừng đi rừng đi ông đi rừng đi rừng đi. Qua đó chuyện nhỏ được không có. Đi đường đi. Đổi chiếc phai đi, đổi chiếc phai đi. Nguyễn Tông hả? Không, tao không đi đường được. Con ấy không đánh được đâu. Cầm chiếc phai đi. Là sao tao điên này được? Là sao? Không sao quáp đi. Đổi spell lại đi kìa.
hết bốn rồi, hết bốn đâu biết đi đường đâu. Xong ấp hai không đi đường đi. Vô phan là đi. Hả? Xong Johnny không đi đường đi. Không có tướng, không có tướng. Vừa có tướng, để không có tướng. Trời cháy. Tam rừng ơi, con cây. Thôi farm đi. Wow. Không ăn red đi. Không ăn red rồi xong ông lên ăn cua chân nè. Bình bình. Nghe tiếng, nghe tiếng gì vậy? TV hả? Rồi đép đi nè, rồi đép đi nè. Sắp bắt lùi lại. Có rồi đép đi, sắp bắt rồi. Ê, hai ông sao đứng lên, một người rồi đép đi. Đây, đây, đây đứng nè, đứng ở chi đâu. Không được, được ăn red đi không? Không ăn gì vậy, ăn red đi, ăn red đi. Rồi red rồi. Chứ ăn lưu em sao đâu. Sao ăn lưu vậy? Ăn red đó. Lưu nó không được gì đâu. Biết nâng chiêu không vậy? Quy, quy đúp e á, nâng bình thường. Biết chơi mà. Từ 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 ra spot, từ ra, từ từ ra. Đúng rồi, đúng rồi, ra đi, ra đi, ra đi, rồi ra. Rồi, lại đất dưới rồi đẹp rồi. Xích lên xí, xích lên xí, xích lên 1 triệu. Rồi đứng đó đi, rồi đứng đó. Tôi cho thôi, tôi không qua được nhau. Ê, để ý top rừng rừng kìa. Tầng 2 trước rồi, tầng 2 trước rồi, tầng 2 trước rồi. Mình hấp máu rồi nè. Hấp rồi, spoiler ơi. Ê rừng ơi, rừng ơi, rừng ơi, đây, 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 đây. Giảng nó quýt nè. Mất, mất mấy, mất rừng luôn nha. Lên thẳng, đừng cho mít nó farm ông ơi. Mít nó về, mít nó về. Kìa, kìa, mít nó kìa, mít nó kìa. Qua nè, dưới luôn ông ơi. Đi. Cầm lộn cái kiên farm thuộc đi trời. Thôi khó vào luôn đi, khó vào luôn đi. Thôi đừng nói nha, thôi giờ rét đi không. Cứ để nó dẫn vô sao đâu. Tao hết máu à, tao hết máu à. Lên được lên nha. Coi lên xong rồi cái dòng đó là lên được. Để đẩy vô chỗ mình cũng được. Cái mà đánh thách đi là được. Mít nó không beo nha. Tớ hết máu nha, tớ hết máu, cấp về. Chưa về.
Này đừng ơi, đừng ơi, đừng ơi, đừng ơi, đừng ơi. Rồi rồi rồi. Ta biết cái mẹ farm đi không? Farm hết thời về đi ăn ăn rừng cho anh kìa. Ông có farm nhiều à, ông mạnh à. Đi thông xuống boss rồi, boss rồi, boss rồi. Rồi, hay rồi. Rồi, cứ vậy thôi. Mình cứ thấp thôi. Tôi có máy nha, tôi công ty nha, đánh được đánh á. Không đừng đừng ơi, đừng ra 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 đi ông. Cô bơ tôi farm bãi này nè, tôi về cái. Đây đây đây, nói nè, nói nè. Nè, nó kìa, tôi tới rồi, tôi tới rồi. Ê, tôi không được, qua bỏ đi, bỏ đi. Mất support nha. Mất support nha. Mất rồi. Nó chấp nó kìa, Thằng này không có lắc này ông ơi. Rồi. Đẩy cao lên, mất support nó đẩy cao lên. Về tôi chưa đường lưu vô. Tám phút mười nó có mít nó có lát đấy nha. Hay về á, tóc về, bắt về luôn rồi nha. À tóc còn, nó đang đẩy á. Cái boss chừng nào lên level 6 vậy? Qua nè. Nghe đánh mất này, Hai ông rừng ăn con cua nè. Lấy luôn. Thôi lôi. Cảm ơn tôi nha. Lôi đi ông. Cái boss nó ở mid đó. Rồi. Chết rồi. Đóng vậy. 4 mít. Mình ra đây mất tương nào, Lít ơi, qua đây không? Cái boss ra mít phụ đi. Đây. Rừng nó còn rỡ, chưa đánh được đo đép ra phâm lính thôi. Tôi còn rỡ nha. Bốc chơi mất cho tôi nè. Đấy, bắn này nè. À, không nghe hả? Đây. Rồi. Để đánh thấp lại. Ủa, ăn 2 bùi luôn kìa. Đánh thấp rồi nha. Khỏi cầm bút gì hết á. Để lên xấu rồi. Mid top nha, cái trường ở nhà rừng. Ăn xong tôi đi. Rồi. Về đi, giờ thắng đi. Ăn mạng thì về mua thêm mất tím nha.
về đi ông, ông ra vết đi farm đi ông ơi. Kiểm soát vậy. Không cần, không cần kiểm soát gì đâu. Ông đi farm nhiều lên. Qua chim nè. Qua nè, qua nè, qua nè ông. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Support ra mình ra quay, qua đó đi, qua đó đi. Đi đường dưới á, đi đường dưới qua đó đi. Thôi lùi lùi, boss lùi, boss lùi em thấy không? Support ra mid đi. Ra ra đứng đường đường mid đi. Mid top nha, mid top nha. Ra can ra mid, ra can ra mid. Ra can ra mid, support ra mid. Mít tâm, mít tâm, mít tâm, mít tâm. Nóc tới lẻ nha, có chuẩn nha. Trời, ngon, ngon, ngay từ. Đẹp mấy tấm nha, mấy tấm nha. À, mất kiểu mất rồi. Ai đây support nó về. Nó cúp red nè, nó cúp red nè. Nó cúp luôn. Chưa về. Mất lâu rồi nha, mất lâu rồi nha. Qua nè, qua rồi không nè. Vô đi, vô đi, vô đi ông, vô đi ông. Support ra mid luôn đi. Support ra mid đi. Giết rừng, giết rừng, 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 rừng. Support nó ra mid luôn rồi. Đánh này luôn đi. Đừng không chết luôn. Ra dead mid thôi. Không flash nha. Khoan, không cóc nó lại. Giữ đường, giữ đường, giữ đường. Nó ra mít đó nha. Chết bà rồi. Đừng thắng. Lùi. Kệ đánh đép rồi không? Mất chủ á, con mất chủ á. Không, không, chưa về. Mà mất tới 2 bê rồi. Mất 2 bê rồi. Ê, lít ông lấy top xong ông chạy đánh nhau đi. Có rợp của ông đánh nhau khỏe. Được. Mít tớp nha, mít tớp nha. Đánh thôi.
Đây mình đi trong mấy lần á. Nè đây đây lấy đâu đây đây đây. Để mất thế này. Để bot ra mít đi kìa, ra mít dần ấy. Để bot đến nốt, để bot đi. Không mắc được, không mắc được. Đừng để mất chủ. Rồi chạy về được rồi, chạy về rồi, không sao, không sao, không sao. Cứ đề, cứ đề kìa, cứ đề kìa. Ê lấy tay lèn sau, tay lèn sau ông ơi, tay lèn lên mắt này, mắt nè. Tôi tới nè, tôi tới nè. Mắt nè, mắt nè. Đánh hàng trong đây nè. Rừng ơi, rừng có thấp cái nè, rừng có thấp cái nè. Cái ca. Có rồi. Ông này không biết rừng nữa. Ai đi ra mất đi không? Ra mất farm đi, đi tôi boss nha. Rai 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 đi. Về lại luôn đi. Nó swap rồi. Đi tâm bó đó. Chịu tấp có quá bỏ đi nhau. Mày giờ lộn thằng rồi. Lên top của bơ kìa. Lý tao mất rồi kìa. Ê đằng sau kìa ông ơi, ông Lít ơi. Đằng sau Lý Tông kìa. Khó quá. Mở chung tết đi, mở chung ngoài đi, mở chung ngoài đi. Về trước mắt đi, về trước mắt đi. Giờ mấy ông tam rồi. Nó vậy có rồi. Nó lên rồi. Xin lỗi trời. 15 giây có đi. Trời cứ anh xuống đánh con đi xin nữa. Giờ farm cũng không làm được gì nhiều hết á. Ê sắp cấm vô đây đi. Vô đây nè. Chủ nha. Đi theo ở đây đi sắp. Wow.
nó có con cây. Ê, sắp xuống đây dưới tông nè, sắp ơi, sắp ơi. Ê, đừng đừng test nha. Bắt đi, hai người đừng bắt. Đã lâu mà ta bắn được. Đi tông mạnh quá rồi. Bơi. Qua nè em ơi, qua nè, dưới luôn. Tay mình hơi yếu quá. Lên trên ba đoan nè, ở đây ơi. Rồi. Cứ lũ xíu nha, chuẩn đi vậy. Cắm mắt con mà rồi đi. Cứ cắm mắt này, cắm. À đây là bớt đi không? Tụi muốn bớt nha. Rồi. Cắm mắt đi luôn. Ê, đừng xuống đây. Sắp xuống đây luôn, sắp ơi. Sắp ơi, xuống đây, sắp. Bây giờ, xuống đây. Nó kèm á. Nè, vô nè, vô, đi tông trọng á. Vô nè. Rồi ra ngoài. Đánh lên đi. Rồi nó dụ, nó ăn qua đòn á, nó dụ á. Qua ra, hẳn qua đòn đi. Đi tông. Dạ. Dưới mày luôn á, vũ chạy về vũ. Đúng rồi, hay. Lấy lên đi. Đếp, lên cho đây, tôi đếp cho.
Đây có mắt nè. Ra mày. Từ từ, có mắt đi. Ăn này nè. Về mày. Ăn đem luôn. Ăn đi, tao có rồi. Ê, kiểm soát vào đòn đi. Đại cao quá, cái boss chắc không biết ra đâu. Mấy ông ra chung đi, mấy ông ra chung đi. Đi, ba người ra chung đi. Rồi. Ba mắt này cũng được. Ra mít luôn, ra mít luôn nè. Kiểu nha, đuôi về. Có thể lên nha. Đánh nào. Thôi lùi hết lên, lùi hết đi. Chạy qua trái nè. Chạy lùi nha. Rồi lè, chỗ đó tắt bỏ hủy. Thôi bỏ chết rồi. Sao tiền tê lè ngay khúc đó vậy? Đồng á. Mới bài rồi. Về đép. Thôi bỏ đi ông ơi. Bắn rờ cầu may đi. Không dính đâu, thôi dính thôi. Về đi. Vậy thôi về, không có rời, về đi. Rồi vi phạm 200 mấy, 300 con. Căng. Con lên đi. Đúng rồi, xăm đỡ đi. Tọt rồi. Cái góc đó này là con lá rồi mày. Con tay nè. Con mắt nè. Hiểu. Ăn rất mạng. Remax. Ủa sao bị tao nguyên cho nói không? Rất mạng. Ủa năm lật kèo. Thanh niên bị mẹ găng. Nếu vậy phải đi mất hả? Mày thì ban bích thật là vãi quá đi mà. Ông mày không biết gì rằng. Ủa bây giờ sao? Đợi xíu đi. Khả năng một là kính nó lại đánh tiếp. Hai là đi mất. Không, ba là sự thắng luôn. Ba là 4-5. Ủa vậy đúng rồi, cái tự nhiên cái mở lại có thể là mình chết không ta? Không đâu. Thiệt luôn, mấy người cứ làm tôi đứng tim chết tại chỗ luôn á. Ấy, hôm nay đánh hai trận bay bích lỗi. Cái vấn đề là tụi bay không có tướng. Tại nó ra gáp nãy rồi. Mà tại ông rep lại luôn á. Tự nhiên bích ray vô. Có rep hồi nãy thấy có rep. Nhưng mà chắc thấy không kịp. Mình nói không kịp thôi. Sao đâu, hy vọng mình mấy. Chia tiền. Không, nếu mà thấy không có tướng thì có thể cầm dao hay cầm dao được. Bình ray khó quá. Ray bây giờ nó mạnh. Ông xin dao luôn kìa. Thôi. giữ găm nè. Rồi. Vô tăng á không? Phải nói sớm với ông.
Vô đi, vô đi, chết cũng được. Bố có do kèo trước là trước khi vô bách 4 thì nói sẵn luôn. Chứ hôm nay là hai trận đúng lỗi mà ăn thua được một trận rồi đó. Trận này không hên đâu em. Ồ, nghĩ là hên. Trận này là kiểu tướng biết đánh. Này không biết đánh tướng này thôi. Trận này kia không biết đánh luôn. Do đánh gì cũng được hết nữa vậy. Đánh gì cũng được. Nhưng mà không thuận tay. Còn ông ai bên đó này không biết đánh luôn. Đen vậy. Ông đánh top mà. Bây giờ xa đây, giờ đến trời. Hay bố đánh ông. Đứng chờ các bạn xa. Còn không thì kêu đánh lại hả? Đồng hãy nhấn đi, đồng hãy nhấn lại. Đồng hãy nhấn đi. Đồng hãy nhấn đi rồi xong thì đi. Kêu đều tiền dễ. Hãy gửi 100. Giờ đến cô nè. Remax không? Remax thì tôi kiếm người khác chưa thế. Vô vô. 4-5. 4-5 hả? Ghê hả? Can đảm dữ. Giờ mình chơi tới phút 40 mình nghỉ. 40 mới đánh. Vô 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 vô. Ừ, chứ lâu lâu. Nhưng mà cảm thấy 4-5 lỡ như mình có thắng hay thua gì thế nào cũng hơi kỳ. Ê, để tôi lấy giáp hình là xíu. Ủa sao người ta em biết tính luôn được. À thiếu Sion. À thiếu Sion khỏe mà. Đánh được, đánh được. Ê, tôi mua giáp hình rồi. Ê. Ờ, về. Đánh Khánh với AD cạnh. Bỏ Mega đi. Đây, đừng cứ đứng gần rệt nha. Đứng rệt, lên đó. Duyên hết luôn. Trời má ơi. Ten no dam. Levi khỏe quá rồi. Ok. Levi khỏe quá rồi. Ai mà banh được mà banh. Tiếp lửa nữa. Tiếp lửa Vũ nữa. Phải chơi nữa. Giết hết luôn ông. Hai lại luôn á. Đúng rồi. Hay lắm. Ngon lần cành đào. Rồi ngon lần cành đào. Ai thấy rồi nha. Hay đấy. Ê, sẽ bó lưu lại tí. Đừng có ra đó chết á. Ê, cho tôi con bó trong rồi. Ông giờ hết đam rồi. Sao đi. Đây mắt này. Đừng có lao trước quá. Mình đang lợi người, đừng có lao sớm quá. Để đếp mít cho. Kêu đi. Bỏ con đồng gió. Kiểu team ông muốn fair play á thì kêu thằng Ray nó áp cao cũng được. Vậy, 2m giờ đam đâu nữa. 4m4. Ray giờ khác gì áp cao đâu ba. Vậy, sao đánh vậy được. Nam đâu có đam đâu mà, để đánh thôi. Ray không trên. Ray giờ lên đồ cái không? Đồ tăng rồi. Đúng vậy hả? Giờ không dám đi xe luôn á. Em xe ra đây đi. Cứ farm đi. Bỏ con rồng đi. Không thôi nha. Gì vậy chứ. Kệ bắn đùa ấy bụng hết. Ao luôn lâu nè. Ê, ai vậy? Để ví dụ. Nè, tiêm non nè. On vô. Về, lui đã. Như mất rồi. Đang mất đánh nè mấy ông ơi. Ông biết kìa, ghê quá. Không, chơi lần cuối luôn đi, thiệt luôn á. Ném mấy con xe ra. Hẳn á. Ê, lít ông công chụp rỉa tông đi ông. Đừng chụp AD nó chụp rỉa tông nè. À, biết rồi, chụp AD phải không? Rỉa tông á, con cá sấu á, chụp nó. AD á,
À, chụp lấy tao à. Nó có cái giấy mình thần mà. Ok, chụp nó cho khỏi quậy tem thôi. Ném tiếp ra, ném tiếp ra. Vô. Nó là DP rồi á. Lên nè ông ơi. Trời gì nữa. Rồi. À giờ về. Chạy bỏ đi. Rồi. Ra phải tìm bằng luôn. Lại có rà đó. Nó mất đất kìa, nó rà mày nó chết. Mà nó chung việc với tao tao cô đó. Thầm bỏ đi không? Không thì khục mà. Sếp A, sếp cứ lui về sau đi. Lui về sau bóp cho AD được rồi, không đừng lên cao. Thêm món khỏe rồi. Cần cái nhường ra luôn đi. Tao xuống bên nha. Ai vô phòng. Để tông này mới có mất giáo học sinh được không? Hình như là không á. Ê, ai đây vô rét đi không? Vô rét đi, tôi rét vô. Rồi, vô ăn đi. Baron sắp ra kìa. Ra. Chầm. Lui nha, để đây ăn rét. Bỏ rét, đi. Đánh được ra qua. Lui ra đi hết mana rồi. Ra cam mất rờ này, đánh được luôn mấy không? Kệ ông rừng không có đâm nữa đâu. Rừng mồi nhữ thôi, tầm này mồi nhữ. AD nhiều đam cẩn thận nha. Xếp ở sau bóp thôi. Ờ. Tóc biến á. Nè chơi luôn. Ê. Không chết. Bóp. Rồi. Ngon. Đây, đi tông nè, đánh đi. Rồi, cậu ăn 1.300 tiền luôn. Dầu. Mất luôn. AD nè, chạy. Ê, lụm ba rau luôn mấy ông ơi. Lụm ba rau, để mít lên rồi ngay đó. Ra đây AD ơi. Rồi. Vô tăng đi rừng. Ok, tớp cho. Rồi, được. Có đánh kỳ kỳ quá. Thôi, mình ôm mít luôn đi. Từ từ, nó farm xong rồi. Để kiếm cái đồng hồ ngân đồng thôi, chứ chưa có flash. Anh đeo giữ vị trí nha, không có đam á. Chết là tuyệt thua á. Mít nè. Rồi về mua cái đồng hồ. Lên luôn. Cover nè. Lên đi. Rồi, chồng không chết. Rồi, ngon. Mày không có ông biết đúng hả? Bê đi. Tăng đi. Kéo lên nè. Kéo lên. Thôi về đi mấy ông, về đi. Còn hết tâm, Trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không sao đâu, không sao đâu. Mày biết tiếp em có bài rồi mà. Đến top nè. Đến bên đây, đến bên đây, coi chừng, coi chừng nè. Ôi ra mít đánh luôn đi mấy ông ơi. Ra này, ra nè. Anh đeo bình thường nha. Canh con rất cắt cánh nha. Con rỉ tông nó lát nó chán AD chết luôn ở nhà con thật. Không sao, không sao, tôi phụ qua cho. Cắm mắt bên cánh cái. Anh đi lên đi ông ơi, canh cẩn thận nó chán. Uống thằng à, uống thằng giết mạng kìa. Cắm mắt kìa thôi. Chị đừng ở đây chưa ra được không? Có chừng á, ra canh á, tóc biến á nha. Giữ xe đi. Thôi về mấy ông ơi. Về đi, rút đi. Đến xong rồi. Để bó cái. Ê, chuẩn bị lên lại. Lui đi. AD farm đốt giáp viên thần đi rồi, có mắt luôn. Ê, đi đâu vậy? Tôi nha. Ê, lên kìa, căng thẳng kìa. Có red kìa, có red kìa. Không chết nè. Qua trong góc được nè, trong góc này được nè. Trong góc này mình win nè. Vô. Chết bà lắm rồi. Rồi. Chơi rồi. Chơi hả. Đi thôi. Boss. Rồi đem mất đi, mọi người đem mất đi. Lui xuống B boss với tôi nè. Rồi gác lên, đẩy. Rồi bét lên đẩy top đi. Chơi 4-5 mình chơi kỳ quá. Kỳ quá. Ngại quá. Bên kia giờ nó tông yếu rồi. Cái này nha Vũ. Phải đi. Cứ cơ bơ đây nha. Xuống boss nè. Ủa sao nữa vậy? Nguyễn Binh tới rồi. Ông tao hết rồi, tay mình full độ rồi. Giờ sao? Thì 5v5 thôi. Chắc mình vậy thôi chứ. Đẩy xong về chứ. Sao đi làm xong quá vợ, 26 rồi, 26 rồi kìa. Sợ quá. Ê, cho tôi về chứ. Ê, về đi. Chạy nha. Tôi full đồ nè. Làm cái combat. Làm cái combat cuối cùng luôn đi. Làm cái tâm phụt khẩu phụt. Nãy giờ không có con đét nào luôn. Sao ông rần được 2 bùa kìa? Không bắt, chú hỏi rồi. Lên. Giờ đang chơi rồi. Mình công hiến đi. Thôi flash rồi nha. Tao chơi máy. Dây. Chết rồi lên không? Ăn rồi. Trời, AD xanh rồi. Đi tao chết rồi. Ông rần chưa lên để cái bát rồi. Thiệt chứ.
Thôi về về đánh thêm một round nữa mọi người ơi. Chơi không? À thôi. Phá xong này đi, phá xong này đi. Đập cái hàng đã. Nghe em đi, thôi em đi. Có bên nhà đang không? Bên đang không đi. Dạ. Dạ sao giờ? Ủa giờ sao? Có đánh không? Thôi, bê luôn đi. Sạc ẩm quá. Đúng mà thắng, đánh sao cũng thắng được. Win. Tuyệt vời. Win. Tuyệt vời. Khó hiểu quá, tuyệt vời. Dù vẫn 5-5 mà.